Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày làm việc, sáng nay Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 11 đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa đã tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 11. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đàm cùng nhiều đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng nhà nước đã tới dự phiên bế mạc. Theo báo cáo của hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 11, hội nghị đã bầu đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 11 gồm 32 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 11. 7 phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 11 gồm các đồng chí Nguyễn Thị Kim Thúy, Trần Thanh Bình, Hoàng Thị Ái Nhiên, Nguyễn Thị Tuyết, Bùi Thị Hòa, Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Thị Hương. Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 11 và 163 ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 11 đã ra mắt đại hội. Tại phiên bế mạc, đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn dự thảo điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sửa đổi bổ sung, thông qua nghị quyết đại hội và 8 chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ. Trong đó đáng chú ý là đến cuối nhiệm kỳ, ít nhất 700.000 chủ hộ nghèo là phụ nữ được vay vốn và được hội giúp đỡ, trong đó ít nhất 400.000 hộ thoát nghèo, hỗ trợ xây dựng 10.000 mái ấm tình thương, vận động hội viên tiết kiệm, tạo nguồn vốn phát triển sản xuất đạt 5.000 tỷ đồng. Hàng năm tư vấn nghề, giới thiệu và tạo việc làm cho 100.000 lao động nữ, đào tạo nghề cho 50.000 lao động nữ, trong đó 70% có việc làm sau học nghề. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 11 Nguyễn Thị Thanh Hòa kêu gọi phụ nữ cả nước tiếp tục hăng hái thi đua đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Các cấp hội tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua cả nước như chung sức xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khẳng định, hội sẽ làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng và nhân dân, giữa nhân dân với Đảng, đoàn kết, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và các thế hệ phụ nữ Việt Nam.